Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì tôi lại có mặt trong phòng trị liệu trẻ hóa da cao cấp của thẩm mỹ quốc tế Bali và đang có rất đông các chị khách đến cả Bali để chờ đợi làm đẹp cũng như là tìm cho mình một cái phương pháp mà trị liệu trẻ hóa làn da tốt nhất nhé. Và giới thiệu với các bạn một chút là cái phương pháp làm đẹp mà Thermax FLX Gold 4.0 này nó có tác dụng là nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn cũng như là làm đầy các vết rạn trên khuôn mặt, tạo cho các chị em những cái độ tuổi trên cả mong đợi ạ. Em chào chị ạ. Vâng, chị Trang đúng không ạ? Em được biết là chị Trang hôm nay là đến để làm đẹp với cái phương pháp trẻ hóa da này, thì không biết là sau 45 phút thì bây giờ chị Trang có hợp để chứng kiến cái làn da mới này của mình không ạ? Có, hiện giờ mình đang rất là ủng hộ xem là mình có thay đổi nhiều không hay thay đổi như thế nào. Chị Trang như thế nào ạ? Thay đổi nhìn khác hẳn lúc trước khi làm. À thế ạ. Bác sĩ có thể phân tích một chút qua về cái tình trạng da của chị Trang trước và sau khi mà làm cái công nghệ trẻ hóa da này được không ạ? Đúng rồi. Đây là hình ảnh của chị Trang trước khi làm công nghệ Thermax FLX 4.0. Thì như các bạn thấy trên khuôn mặt của chị có rất là nhiều những khuyết điểm lớn. Ví dụ như là cái vùng đôi mắt này của chị có rất là nhiều vết chân chim ở bên đôi mắt cả hai bên này. Cùng phía dưới mắt cũng có bắt đầu xuất hiện quầng thâm và rất là nhiều những cái nếp nhăn nhỏ li ti. Hai bên rãnh mũi má của chị rất là sâu và rất là chảy. Cái vùng toàn bộ da của chị rất là khô và thô. Sắc tố da sạm và không được đều màu. Đó. Và hiện tại chị mới chỉ ở độ tuổi 35 tuổi thôi. Thì đây chính là một cái điển hình của một cái hiện tượng lão hóa da sớm do đặc thù công việc của chị đã phải làm việc ngoài trời nắng rất là nhiều và chế độ sinh hoạt của chị không điều độ. Thế thì không biết là cái tình trạng da của chị bây giờ thì đã thay đổi như nào ạ? Bác sĩ có thể phân tích cho khán giả cùng biết được không ạ? Chúng ta cùng so sánh khuôn mặt của chị trước và sau khi làm Thermax FLX 4.0 nhé. Hiện tại thì cái vùng đôi mắt của chị có thể cải thiện đáng kể. Những cái nếp nhăn ở đôi mắt và vọng mắt cũng đỡ hơn rất là nhiều. Rồi đôi mắt cũng vết chân chim cũng có thể giảm đi. Đặc biệt là cái vùng trong khuôn má của chị khi mà cái khối cơ bị chảy xuống thì có thể sử dụng công nghệ FLX 4.0 để nâng cơ lên. Toàn bộ khuôn mặt của chị nó sẽ trẻ hóa, nó thon gọn hơn. Đúng rồi ạ. Đây như mọi người thì nhìn thấy nhá, cái làn da của chị khách của chúng ta bây giờ thì đã khá là khác biệt rồi đúng không ạ? Và em được biết là cái công nghệ này thì nó chị mới chỉ làm đẹp mà khoảng 20% sau khi mà thực hiện thôi đúng không ạ? Đúng rồi, ngay khi làm xong công nghệ thì làn da của khách hàng có thể, nhưng mà sau khi về nhà tầm khoảng 1 tháng thì làn da sẽ đạt được cái hiệu quả tối đa và đẹp hơn nữa. Chị ơi, chị có vui không ạ? Vui đẹp chị cải thiện rất là nhiều. Lòng. Để là tôi thấy tất cả các vùng da lại còn căng căng bóng mịn này, sáng cả da sáng hồng này. Cô ơi là cô. Rất là giảm rõ rệt. Cô ơi là cô đi cùng chị à? Cô hay là cô là? Cô cũng là khách hàng đang chờ đợi đến. À thế ạ, à vâng đó. Cô nhìn này cô thấy tự tin quá rồi đấy. Cô thấy thế nào của cô? Bây giờ hình ảnh trực quan là cô thấy cô như nhìn nào? Hình ảnh lúc trước và lúc sau là cô thấy coi như là thay đổi một cách rất là rõ rệt và rất là hiệu quả. Nhìn tất cả các cái nếp vết chân chim ở khuôn mặt này, rồi các cái trên trán chứ là hầu như là giảm rõ rệt. Da này, làn da này sáng và trông căng mịn lên nhiều. Chị Trang ơi, chị Trang nghe thấy một cô khách mà khách ở bên em mà nói trực quan thế là chị thấy nào? Chị chia sẻ đi. Trong quá trình làm chị có đau không chị? Không đau ạ. Trong quá trình làm thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Nói chung là không đau và rất là sau khi làm xong thì rất là ưng ý. À thế ạ. Tin hơn nhiều đấy. Đấy ạ. Đây là hình ảnh của chị khách nha. Mới có hơn 35 tuổi thôi mà đã gặp phải cái tình trạng lão hóa da khá là xấu cũng như là ảnh hưởng nhiều đến cái làn da của chị ạ, khiến da của chị có rất nhiều những cái khuyết điểm nhá. Nhưng mà chỉ sau 45 phút thôi với cái công nghệ trẻ hóa da Thermax này thì bây giờ chị đã có một làn da căng bóng và đều màu hơn, cũng như là các bạn nhìn nhá, các cái vết chân chim cũng như là rãnh đều đã giảm đi khá là nhiều rồi. Và cũng có một cô khách đang chờ làm trực quan đúng không cô? Đấy, cô đang chờ đến lượt cô làm. Đó ạ, vâng, cô đang rất là mong mong đến lượt lắm rồi đấy.
Đó, như các bạn thể thấy nhá, đây là phòng trị liệu trẻ hóa da cao cấp của thẩm mỹ quốc tế Bali. Và chúng tôi luôn luôn đón tiếp rất nhiều những cái vị khách đến với cả Bali để làm đẹp nhá. Và nếu như tất cả các bạn có quan tâm hay thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận dưới video này hoặc gọi điện ngay tới số hotline 0386 463 463 để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi tư vấn trực tiếp nhá. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.